Em chào mừng anh quay trở lại kênh mini game mập nhá. Hôm nay mình sẽ chơi tự game Plan vs Zombie phiên bản mod Dombotany. Ok, hôm nay mình sẽ chơi phiên bản Zombie Head đi. Mình sẽ chơi phiên bản Gatling Pia nhá bạn nhá. Ok, đây là các loại Gatling Pia phiên bản Rồi. Đây là Gatling Pia phiên bản mod Dombotany nhá bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ có một cây gắn linh viên. Sau đây có hai cây nhà, mình sẽ sắm cây đi. Nó bắn ra một cây, nó bắn ra brand nhá. Brand não, brand não. Đồ cưa. Rất chi là mạnh. Đẹp quá. Thank you.
mình sẽ chuyển sang màn đây đấy. Mà Gatling Pack phiên bản bình thường nhá. Rồi ok, đây là phiên bản thường không ạ? Mình sẽ tiêu diệt đây rồi mod luôn. Rồi nhiều con Giga-gargantuar này. Nếu các bạn thấy hay hãy để bấm like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.